nay không kịp mà, Tết đêm mấy cái hôm qua. Hôm trước tập huấn ủ phân bác không ông chưa gia. Mua mà. Không có tham gia hả? Cho một số nữa đi. Ở nhà đâu rồi? Ở mình. Thôi được á, được á. Ví dụ thôi. Con xin nói về cái lượng phân chuồng như này. Một hố này tao bón bao nhiêu phân chuồng là vừa. Bao nhiêu phân chuồng là vừa. Và thông thường thì người ta bón khoảng tầm từ 5 đến 8 kg hoặc 10 kg. Có những hộ người ta bón hơn như vậy. Thực ra phân chuồng nếu có nhiều thì tốt. Nếu không có phải chịu thôi. Giờ nó qua nhỉ thì cũng chết mất cặp gì thôi. Bây giờ mình chuẩn bị phân là không do phân của bác là chưa, mình chưa ủ cho chưa nên ủ thôi. Chưa ủ là nó không tốt. Tinh một hộ là hai bò á, mà nên ủ là tốt, ủ tốt hơn nhiều. Kịp rồi. Khi ta trộn đầy đủ hết rồi thì lúc này cái khoảng cách ở này nó còn khoảng tầm 10 phân. 10 phân. Như này là vừa. Và có những hố đầy quá thì không tốt. Bởi sao cà phê trồng âm. Âm dưới mặt đất. Còn ở đây chúng ta trồng cà phê bằng cách nào? Đã rất tốt kìa. Xong rồi, xong rồi. Cái đây này. Thì ta trồng cà phê. Đấy đây này. Ta trồng cà phê chỗ. Đây là một bầu cà phê điển hình. Chúng ta trồng làm thế nào để không bể cái bầu này. Không được bể cái bầu này. Đó là một vấn đề rất quan trọng. Nếu như cây trong bầu mà bể bầu thì ảnh hưởng rất lớn. Nên trước khi trồng bà con chúng ta này sử dụng tay bóp chặt một chút. Bóp để cho nó cứng. Để cho nó cứng làm chút. Cứng làm một chút. Và cách nào để lấy được cái bầu này ra khỏi cái thứ? Cái dao. Cái dao cắt kiểu gì? Dưới đít của nó. Cắt đít của nó đúng không? Thì sao lấy được cái này ra? Cắt rẽ không đồng chí mầm. Ôi sợ mắt. Anh để lúc rẽ. Đây. Đi trong lam của gì vậy? Lam hay là dao này? Dao đó. Này dao đây. Cắt rẽ cọng. Chúng ta cắt một cái bình thường thôi. Ông cán bộ tỉnh này rồi xuống rồi nha. Già nhá, không có hoàn đang định bảo mày coi như lời ấy. Ta cắt được một cái bầu bình thường như vậy. Được chưa? Sao ta đưa xuống trồng? Nhưng mà trồng là cho lấy được cái ni lông này ra khỏi cho. Nghiêm ơi. Đúng rồi, kéo lên. Kéo hai bên. Hai kéo đeo lên. Nghiêm. Khi nào về? Đang công việc. Khi nào về tính kia? Rồi. Bây giờ tao trồng xuống. Tao bình thường thôi. Trồng bình thường. Cái mi lông, đi lông nó không lấy ra. Từ từ thôi, trả lấy đi lông cho bà con thấy. Tôi trồng xuống hoàn toàn, tôi lấy đi lông cho bà con thấy. Trồng xuống bình thường luôn. Đúng không? Đây này, sau khi trồng xong lấy được ni lông bằng cách nào? Thì ta ấn nhẹ một cái rút lên này. Vừa ấn vừa kéo chứ. Không vỡ. Rút được ni lông lên. Nó bắt kiểu. Và không ảnh hưởng đến bầu. Bắt vào là chị Hương Yên mà. Cắt lên cũng cắt. Thế này cái bầu này nhiều nước quá.
giờ người ta rút lên được. Nhiều nước. Không, mình ấn lại đi, ấn cho mình tí. Bầu ướt quá. Ướt quá. Thông thường cái bầu nó khô thì rút được qua ngọn này được này. Bầu này rất ướt. Hay là lấy cái mũi da đâm vô dưới.